đầu của Minh Tuyết gây chú ý khi bị người này hỏi một câu về Trấn Thành. Minh Tuyết thể hiện rõ sự bối rối và tìm cách né tránh khi bị hỏi chuyện liên quan đến Trấn Thành. Minh Tuyết rơi vào tình huống khó xử khi bỗng dưng bị Mai Tiến Dũng hỏi khó về Trấn Thành. Cụ thể, Mai Tiến Dũng hỏi Minh Tuyết rằng làm giám khảo chung với Trấn Thành và thấy anh ấy thị phạm cũng nhiều, chị Minh Tuyết thấy anh Trấn Thành hát có hay không? Vừa nghe câu hỏi, Minh Tuyết bị xịt keo, đơ người và không thể đưa ra câu hỏi trả lời. Sau đó Minh Tuyết ho mấy tiếng, ngước mặt lên rồi nói, tự nhiên chị thấy trong người nóng quá. Mai Tiến Dũng đưa ra đề nghị, chị uống nước đắng cho mát. Nghe lời Mai Tiến Dũng, Minh Tuyết uống ngay ly nước đắng để sẵn trên bàn rồi nói, uống nước đắng cho mát nhưng mà ác với to quá. Và thế là câu hỏi liên quan đến Trấn Thành trôi qua mà không có bất cứ câu trả lời nào của Minh Tuyết. Trước đây, Trấn Thành từng phát hành MV chung với Thùy Chi. Anh cũng khoe giọng hát thật ở một số chương trình nhưng nhận về toàn gạch đá. Không ít khán giả cho rằng Trấn Thành yếu nhất là khoảng hát hò, vậy nên nam ca sĩ đừng có chấp hát. Nói về vấn đề ca hát, Trấn Thành từng bày tỏ, tao không làm những gì dở dở hương. Ví dụ về chuyện lâu lâu tôi cũng buồn, vì nhiều khi mình lên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận nói là anh Thành hát ghê quá, anh Thành thế này thế nọ. Quý vị ơi, mình buồn chứ, mình biết chứ, mình đâu phải là mình nói mình hát hay. Chưa bao giờ, tao nói tao khẳng định lại tôi chưa bao giờ, tao nói là tao là ca sĩ cả. Chưa bao giờ tao nói câu đó nha. Tôi chỉ là một người yêu nhạc và tôi muốn hát vậy thôi. Cái giọng của tôi, nói thiệt với quý vị, cứ làm việc cho tôi một ngày 30 tiếng, 20 tiếng đồng hồ, một ngày nói hết 18 tiếng, rồi 30 ngày trong một tháng mà nói suốt 30 ngày, thì quý vị mới biết cái dây thanh quản nó tổn thương như thế nào. Tôi chưa bao giờ tôi nói tôi hát hay. Tôi chỉ là lâu lâu tham gia một chương trình, nhưng có những bình luận rất ác ý. Không sao, tôi nghĩ là người ta được quyền. Mình làm dở, tôi vẫn cảm thấy có nhiều chỗ tôi làm dở và tôi hát chưa có hay nên người ta được quyền chê. Và tôi sẽ tiếp tục làm cho hay thì thôi. Còn nếu tôi cảm thấy một thời gian nữa vẫn chưa hay thì tôi sẽ tự động câm miệng lại. Sau khi khiến netizen hoang mang với nghi vấn trục trặc tình cảm, Thúy Ngân Phở Cảnh đã chứng tỏ hai người giờ còn ngọt ngào hơn trước. Sau khi Phở Cảnh đăng ảnh chụp hình chung với Thúy Ngân trong chuyến du lịch châu Âu như một cách khẳng định mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tối ngày 5 tháng 1, Thúy Ngân và Cảnh xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện. Nữ diễn viên chọn trang phục màu đỏ nổi bật, với điểm nhấn là phần lệch vai khoe khéo vai tròn gợi cảm cùng làn da trắng nổi bật. Về phần mình, Võ Cảnh diện vest đen sang trọng lịch lãm. Tại sự kiện, cặp đôi khiến dân tình đứng ngồi không yên khi liên tục trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ và thân mật. Theo đó, Võ Cảnh đã hỗ trợ cầm trang phục giúp Thúy Ngân khi cả hai di chuyển. Trong khung ảnh chụp cùng, nam diễn viên còn không ngại đặt tay lên eo của Thúy Ngân. Chưa hết, Võ Cảnh còn không ngại cúi xuống mang giày cho Thúy Ngân. Theo lời của fan club Thúy Ngân Võ Cảnh, sau khi kết thúc sự kiện, cả hai ra về trên cùng một chiếc xe. Hàng loạt cử chỉ ngọt ngào của Võ Cảnh dành cho Thúy Ngân càng khiến mọi người tin rằng cặp đôi đang thực sự hẹn hò. Bởi nếu chỉ là bạn diễn bình thường, Võ Cảnh sẽ không chăm sóc Thúy Ngân chu đáo tận tình đến như vậy. Dù được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền, có vẻ như Võ Cảnh Thúy Ngân chưa vội lên tiếng để làm rõ mọi chuyện. Có lần này, Thúy Ngân lẫn Võ Cảnh đều áp dụng công thức không công khai nhưng cũng không giấu giếm chăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.